Cái bài hôm nay người ta tiếp tục ra đến phần thì một là thân đã xong rồi đúng không? Đến khẩu. Khẩu ý, thân khẩu ý. Người ta muốn truyền đạt với con là con người chỉ ba cái dẫn đến làm sao ta thanh tịnh được thì ta sẽ thắng trí khu khổ khu con đường khổ. Cái thân nói nó kinh khai 3 giờ, 3, 4 giờ, 4 tiếng rồi khổ là miệng, khổ là thường miệng, khẩu nghiệp, người ta gọi khẩu nghiệp. Cái bệnh tật con người sinh ra từ từ miệng đúng không? Chán con nó từ miệng, nó cái miệng rất hay mà nãy nó sơ, miệng rất nguy hiểm. Cái hành động của miệng này cũng dẫn đến con người khổ đau. Cái miệng nói ra những lời ái ngữ yêu thương thì nó yêu thương, mà nếu nói giận hờn nó cũng giận hờn thì cái miệng. Hãy cho nhau những gì không có để ngày mai chẳng có mà cho nhau. Đúng là cái miệng. Có gì cho chứ, nhưng ngày mai cũng có để cho. Cho đây không phải là cho cái gì. Cho đây là cái lời ngọt ngào, cái lời, cái chi thức, cho cái lời yêu thương, lời tôn trọng, lời khả kính, từ miệng xuất ra. Nhưng tại sao là sáng em nói sơ bộ ở cái bài đầu, nói là cái tiếng đầu nó thấy nó kinh nghiệm. Ngày Đức Phật nói ngày A Nan đến gặp người phụ nữ đừng nói là cái nghĩa. Nếu hai người nam và nữ nói nhau dần dần nó sẽ bắt gì bé hơi nó quẹt ông bảo dương. Đức Phật nói là ta không thấy một cái pháp nào bằng lời nói yêu ái, lời nói yêu thương của người phụ nữ. Ta cũng không thấy một cái pháp nào hay bằng lời ngọt nhạt của người đàn ông mà ở cái miệng. Hay là Đức Phật còn nói là ta không thấy một cái pháp nào có cái sắc của người phụ nữ mà hướng thuốc của người đàn ông và ngược lại. Do cái miệng là cái vấn đề rất quan trọng. Cái miệng này sinh ra gì? Nói gì? Để mà nói gì? Nói thật lòng. Vậy nên trước Phật cái dạy này không nói dối, dưới thứ tư không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không muốn gì? Dẹp. Do đó thật lòng có sao nói vậy. Tên của Đức Phật có một thời đặt 12 cái gì có thể đặt là Như Lai. Như Lai có nghĩa gì? Có sao nói vậy? Không có nói đúng. Nói thật lòng. Nói sự thật. Đấy, các bạn thấy không? Nó như thế mà chứ có phải là cũng là cái miệng nói này. Nhưng rồi cũng được là bao giờ nó có gì? Có thật là có khuyết đúng không? Thì nó lại có gì nói dối. Có ai ở đây các bạn không nói dối hả? Không. Đến nhà bạn quen hay là nhà bố, nhà bác mình, chú mình đang ăn cơm mình chưa ăn cơm gì bảo con ăn rồi con no lắm, con vừa ăn xong thế cho bụng muốn tẩm kèo đó tóc thì ngại khó khó như nó. Hay là đến nhà ăn cơm khách thế rõ ràng muốn ăn nữa nhưng vẫn bảo no không ăn. Rồi có gì e thẹn người phụ nữ, người phụ nữ con gái bắt đầu đến nhà chồng, đến nhà chồng e thẹn không dám ăn. Và ngày xưa có câu chuyện là gì, nhà đông con 8-9 người con
Thế là chị vô cả về nhà cứ ngồi đồng đồng. Mà cơm cơm ra thì nồi nóng cơm hết. Tôi có biết cái câu chuyện này không? Ngày xưa không có gạo, ít gạo lắm. Thổi nổi ra tí, mỗi người chỉ hơn là đấy thôi. Lần sau đấy. Mà muốn chinh phục được cái chàng này thì phải gì thân với gì? Là gái, hoặc cộng, hoặc chú. Thế mà chú gần gũi đó rồi trẻ con rồi nó phải gì? Hướng đến với chị. Do đó là cứ ngồi bên cạnh chị. Thay nhau là cứ nào mắng chị. Đang mắng chị ăn ngày nhanh ngày xưa không có để ý gì đấy. Đưa mắt chị không chịu ăn. Rồi thương hết. Vẫn câu chuyện cơm ngồi nóng cơm hết của những năm 70 đấy các bạn. Không như bây giờ đâu. Thời các bác này đói lắm. Đi học sáng làm gì có ăn. Chưa đoạn cơm chóc cơm khoai, ăn sung, cả sung. Không có. Thì có cơm ăn đó. Do đó con gái bắt đầu nhà chồng ngại, không dám ăn. Rồi mặn đê quá, vì người nhiều người yêu thương quý quá, không dám ăn. Hoạt động mệt quá, cũng không ăn. Vì người nào thay đổi nha. Ở nhà đang là công tử, công chúa, đúng không? Người kia trăm thứ hòa thẳng cho vào. Rồi là có cái con, cái cái trẻ, người đêm đang ngủ, không ngủ được. Nó quý, nó khóc. Đang có thường ngủ ngon này, tự nhiên bây giờ có chị con khổ lắm. Bác có đứa con 2 năm tuổi học, mới học xong đại học ấy, cưới rồi. Xin đứa thằng các cao vậy ở nhà khổ lắm. Khi mạng này phục vụ cho thì khổ. Đang vừa ăn vừa ngủ. Vừa ăn vừa ngủ. Thầy giờ phải bò dậy trước tiên. Ngày xưa thì bố bảo tu cho đi tu, cũng có bảo con đi tu ấy. Giờ thấy nắng thanh, bố có tình yêu nắng thanh, không nói. Chứ đâu là tôi sớm. Nhìn bố con ngồi trước, đêm con ngồi trước. Phải đứa nó đỡ tí, phải đỡ nó đạo tí. Đứa cháu mà đêm nó đạo rồi, nó lại nó khóc thì thôi rồi, đủ thứ. Làm đủ nữa. Vậy nên là đời có một câu, cái bài hát gì? Lấy chồng sướng làm gì? Đổi lời vui thêm buồn. Các con có thơ bài không? Hả? Có ai nhớ này không? Biết này không? Không biết, bạn nữ không biết này nào. Thế mà bị vấp rồi. Cái bài hát nó kiếm lũ lắm các con. Các con để ý ngôn từ kiếm lũ và răng đầu. Răng đầu. Ngôn từ kiếm lũ và răng đầu. Các con cứ về xuyên những bản các con nghe là bài hát. Đau trên mặt không nghe lại răng đầu. Cuộc sống con người sẽ cho nó cái biết. Nói dũng. Thế con nhớ một ngày nó cũng chậm ra. Các vụ con nói tôi gì? Cái kim bò kẻ sao lâu ngày cũng ra nó dối ra hết các con không ra trước ra sau nghiệp mà cái nghiệp nó trổ ra lúc này thì nó trổ nó khác không gì cả. Các con làm khuất tất cái gì đối với người yêu thương ra hết bịt mắt họ thôi một lúc nào đó nhưng về là cho hết trai lại gái là. Vậy đến sáng thì nói một câu gì? Yêu nhiều. Mấy còn tai nạn trong tình yêu. Sáng nói sơ chuyện này đúng không? Tại sao những đôi nhau giờ bỏ nhau? Đều do cái gì? Miệng.
muốn chiếm đoạt trái tim người ta, nói những đồ thứ, nói giả dối. Nó xe hộp đến để đưa em đi chơi, trong đó mình không có. Đầu tiên dẫn đến về gia đình không nói gì, là dẫn về nhà bác, nhà chú nhà sạch sẽ, đầy đủ các thứ. Cứ tưởng nhà mình nó thân mà. Về anh em đối với mấy đứa em, thằng chú ấy, em bác ấy cứ nhảy vào nằm, cứ tưởng em không dám nói gì rát lắm, không dám hỏi dám nói gì, cứ tưởng nhà anh thiếu nhà anh thật, nhà cạnh không dẫn ra dưới nhà trên. Sai thì thích sắc, gái thì công danh và tiền bạc, có đúng không con? Người này nó có thể những người khác ấy, không phải nói gì. Mình đang làm bây giờ đang giờ ở dưới trắng ở dưới ngã ba đường đi. Các con đang gần đến dưới ngã ba đường rồi. Các con này sẽ mai sang con sẽ đi. Các con không có duyên các con tu đâu. Thì cố học đã có trong người. Ai có duyên mà để mà xuất ra đi học là thấy. Để cho con người được phục vụ thì lại cho ta. Có chứ có. Thế thì ở ngã ba đường các con. Lúc trẻ này lớn lên đi học ra về bây giờ các con đang ở điểm nào ra đây về đường đời đường công danh rồi có ai được hai thứ một ngày không? Ít đời nhiều không thanh tục khi đã yêu thương rồi quên hết làm sao mà phát huy được hoàn nữa hoặc làm sao áp dụng được có phải không con đúng không muốn làm cái sự nghiệp mới đừng có dính vào đời công danh thường thường người đời thích người đời hơn ít người làm khoa học ham mê rồi quên cả vợ có ít quên cả bạn gái ít đời hấp dẫn nó cuốn trụ nó mua chuộc lúc nào cũng sang cạnh với ta cái thói đời cái công danh khoa học kỹ thuật sẽ bay dần kiến thức cho người bay dần đang nghiên cứu một công trình gì đấy nhờ việc nọ nhờ việc vợ nhờ việc nọ đưa bên kia đi hoặc người yêu à anh ơi đưa ra đến chỗ đằng kia một chút chưa kiếm chưa cưới yêu năm mười năm mới cưới mà hứa với nhau rồi làm đủ ngay rồi chi phối thì không đi thì không đi thì sao? Giận dỗi. Không đi thì buồn tủi. Không đi thì không nói. Thứ nhất là sợ không đâu. Thứ nhì là về là sợ về nhà vợ chẳng nói gì đến ta. Im lặng. Thế đi. Kiếm thức bỏ hết, đúng không? Đúng. Các con đang ở chỗ này. Một đội đồ hình xin các con từ bé tới cho nên học này vừa là học nghề không đại học là nghề ngắn đến đây để mong đi đâu có một đoạn ngắn này đồ hình một ngắn này nó sẽ bắt một con đi đây hai con đi mà bây giờ cuộc đời con người có gì cho phép sinh có một đến hai con đúng không sao vậy đấy sinh ba con nó cười nên người ta có hai một con mình sinh ba con cười ở lúc trước đó. Nếu người khôn phải đi vào đường này trước rẽ được người vô duyên rẽ vào đường này xong có duyên rẽ vào sau vô duyên rẽ được trước cái này nó ham muốn tích tụ của cái dục nạn nó sẽ làm mất hết toàn bộ cái gì mình học ở đời của 18 năm cộng với 5 năm, 4 năm nữa
là 24 năm, 20 năm, 22 năm trong đầu sẽ mất dần hết. Các con có hiểu cái này không? Nó có hiểu không? Hiểu nhá, đúng không? Kiến thức con học được nó mất đi chứ. Khi vướng vào đời thì còn nhớ công thức xin cốt không? Thì em nhớ xin cộng chim bằng 2 xin cốt. Họ về hết. Rồi máy tính anh là trình khó không nào? Làm sao có thời gian mà để tập trung vào khoa học được? Đúng không? Thì cái đồ thị cho con con cuộc đời con người từ bé sinh ra lớn lên đi học và nghề vô phúc và đạo có phúc và công văn miệt mài đến công văn. Khi ra không có thời gian tập trung gia đình thì ta tập trung vào gì? Nghiên cứu khoa học. Thời đại giờ học trên mạng, cái nghề của ta học trên mạng, ta nghe những cái gì ta nói nghe gì ta nói gì ta nghe gì nó hay hơn con đường của nó như thế. Do đó cái gì cái chính của cái con đường mà rất nhất khổ đau chính của tự nhiên đa bộ phận nói dối nhiều ít ngay nó thật. Điện thoại ta đang ở đây nói ở đây chứ không ai trong nói dối là nói thật. Nãy có bạn nào có đang ở chùa phải nói là đang ở chùa làm sao mà chưa làm gì có người thiền thế thì chẳng ai muốn được nói. Bố mẹ sợ nó đi tu không biết không có phước tổ nhà đời nhà mình mới được ở đi tu cả họ phước lắm thì cũng khó không. Thế sao mà đừng có duyên đủ duyên mà đấy mà sợ. Nhưng mà người đời nó rất sợ mất con. Con là con xe trưởng này, sợ đi chưa? Đúng không? Nó nghĩ vì chi kiến chưa có, bố mẹ chưa có. Để một ông thánh thì có mà tuyệt vời quá nhất thế gian làm sao khổ đâu. Cả gia đình cũng khổ. Nó gương cái mà học tập. Nhưng đâu có duyên. Cả con. Có lắm. Thì cái bệnh nó dối sức nghiệp. Một phương pháp quan tài là gọi con trai nhớ đừng bao giờ nghĩ đến cặp tiền nếu có gia đình tấm hết cho phụ nữ mới cặp con to nó nói cặp tiền nó đến ta cặp tiền tiền biết nhiều một cái đẩy ra cặp tiền tội ác. Nhưng tại sao người phụ nữ ta khổ là vì ta phải cầm tiền chi phí đủ thứ trong gia đình. Người ta phải làm hết mình làm việc lớn mà làm việc lớn suốt ngày có lắm được cứ cưới được trong hôm nay thì nó cưới này khó chịu là sao mà làm được đúng không. Tiền có cưới nó nhảy lên xong ấy lại đi ngồi bia mà không có tiền ra quán đi ngồi bia thì có tiền là uống tốt nhất là không cầm tiền. Lời nói khuyên các bạn trẻ ở gần nhà bác có một anh bạn cũng kém tuổi bác một tí đi vào về giấu vợ vợ cũng có khoản riêng chồng khoản riêng thế là bây giờ mình không giấu được rồi thế bỏ ông đấy rồi không nói cái gì kia đi tắm mỗi lần đi tắm cái này thì quên cả đất thế các con chó nó thà lặng cả cái giày như đấy mà nó trả tiền là nó phát hiện thế là một lần tím lặng lần không tím khi nó cũng tin nhau rồi thì gì sống trong địa ngục đi ra ngục. Các con có hiểu thứ địa ngục nhà không? Các con nào hay vẫn hiểu đâu nghe các con hiểu địa ngục là gì? Ở dưới đất đúng không? Đúng không? Ở thế giới kia đúng không? Vô mình người đời không biết. Không có định làm sao thì chết. Không có định ngục sau khi chết.
Đức Phật nói là nói. Trong Đại Tạng Kinh Đức Phật nói là nói như thế. Chỉ có địa ngục ngay trần gian. Trần gian này. Khi vợ chồng không tin nhau, đôi tình nhân yêu thương nhau, bạn bè nhau không tin nhau, thì gì? Đức Phật nói rồi, quán tắm hội khổ, ái được đi cả quán tắm. Muốn cạnh nhau mà oán với nhau, oán với nhau thì khổ lắm, đúng không? Tức là ở người cạnh như này, tức nhau đúng không? Ra gặp, vào gặp, tức rồi, khổ lắm. Nhưng trong tình yêu, tình duyên, ái biệt đi thì càng khổ hơn. Thế thì tình duyên nào đi? Nghi biệt, xa. Đi học hành nhớ cháu này là bạn với nhau. Mai ra trường mỗi người mỗi nơi mỗi nghỉ, mỗi nơi mỗi nghỉ. Nhớ lắm. Tình cảm thiêng liêng lắm. Không lấy được nhau, không chịu được khó lắm. Nhưng hoàn cảnh không lấy được nhau thì người ta gọi là gì? Điện ngục. Chỉ có người vượt qua được cái này thì mới tâm không bị điên đảo, thân không bị tật. Mà khi mà tâm điên đảo rồi thì bạn sinh ra đúng không? Mệt mỏi, suy nghĩ, chán chường, đúng không con? Nhưng mà tình cảm thiêng liêng đang ở với nhau mà ái biệt đi rồi thì có phải là gì? Nó sao xuyến, nhớ nhung. Ngày ngày nào đó mình rủ nhau đi chơi, ngày đi tập sự, vào trong lò, chống lò, bạn chỉ thế này, người kia chỉ kiểu kia, hay thực tập điện cũng thế. Nhìn hình ảnh cô bé cầm cái kìm, cái tôi biết, mình nhìn thấy một phút chạm lòng như yêu thương, thế nó ra trường rồi, xa nhau nhớ, lại nhớ nhau, đó là điện ngục. Thời gian đến nhau chỉ là một phút thôi, nhưng thời gian ở nhau lâu dài đâu có. Đời người không bao giờ ở được lâu dài, nó là vô thường, đúng không? Nó chỉ có địa ngục, trần gian này, không có điều nào. Con người sinh ra và lớn lên, chết đi, không có đi để đâu cả. Khi tan rã rồi, chỉ có nghiệp đi đầu thai, chứ không có linh hồn. Theo đời những cái gian cũng thủy nó rõ ràng, nó được tập không? Cái tin vào thì cũng phải cầu thần đâu có được. Cầu là cầu cái đức độ, cầu cái đức tăng. Cầu cái gì mình làm được với Đức Phật. Cầu cho thân mệnh mình, bạn mình học giỏi, tiến bộ. Cho bạn mình yêu thương mình. Đấy là cầu ước, nhưng mình phải làm thì mới được chứ. Nhưng mà cầu mà nó nói dối thì làm sao mà được. Đúng không? Cái chữ địa ngục phải hiểu rõ. Nhưng ngục thì đạt hàng ngày. Tất cả cuộc sống thế gian này đều là ngục. Bậc thánh là gì? Cuộc sống thế gian địa ngục ấy. Không tưởng là nó cũng sướng. Giả tạm ấy. Tiền giả tạm, tình giả tạm, ái giả tạm, ăn giả tạm, ngủ giả tạm, sung sướng giả tạm. Đều những cái khổ đau. Nếu không có những cái đau, do đó cái miệng nói ra. Lời nói yêu thương, miệng nói ra những lời để gắn kết lại nhau, miệng nói ra những lời cho nhau hòa giải hơn, miệng nói ra những lời không nạp khổ nhau, không nạp khổ mình, miệng nói với nhau những lời không nạp khổ người. Và cái miệng này phải nói ra những điều gì? Thực hành những điều gì? Không nào khổ chúng sinh. Chúng sinh ở đây là gì? Hả? Các con? Nào khổ chúng sinh. Miệng không nào khổ chúng sinh. Nghĩa nào? Ai nhớ không? Hả? Chúng sinh là gì nữa? Các con tập trung vào những gì? Chúng sinh là gì có nhớ không? Nói rồi. Hàng ngày ta đang phá chúng sinh đấy.
động Phật đấy. Con chó đuổi ra nhá cho nó, tiếp chạy nhá vào nó gãy chân cũng xinh đấy, đúng không? Con ếch phát lên nó bẻ phát từ rồi ấy, cho nó phải chạy đấy. Con cào con là cào càng phát luôn hai đàn, đúng không? Con châu chấu đấy, đấy cũng xinh. Có ai bắt thang cào cào cho uống rượu cho vào trong ấy con đánh nhau không được tham dưới nhà. Thời xưa nó bắt cho rượu uống cho vào trong nọ đậy đi rồi đánh nhau say rượu đánh nhau. Ngày xưa mọi thứ ngày xưa cũng có công nghệ chơi như nào bây giờ, chơi như thế là cũng vui rồi, không biết mình đang hát ra trong đầu nữa ấy. Nếu mà không làm khổ chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, lớn lắm không ạ? Chú nào không làm hồi sinh mình rèn luyện rất lớn, tâm từ bi thương yêu thì mới được. Hàng ngày thức ăn mình đang ăn nó, từ thiện, thế chưa? Nói thật lòng, không nói dối. Và mình không làm khổ người, khổ mình, khổ chúng sinh, khổ người. Khổ mình này và không nạp khổ chúng sinh, ba thứ này mình đạt được kết quả là tâm thánh rồi, tâm hoàn thánh rồi, tâm hoàn thánh rồi, đúng không? Đấy bác nói về cái khổ để các bác các con biết là cái khổ nó là địa ngục để cho con người không có bao giờ vượt qua được, chỉ ai minh nó thì mới được. Nó về ba nữa là đi nhanh một chút ngồi thiền ý, có duyên này sẽ nồng để các bài đọc cho ý. Ý ở đây là gì? Ý ở đây các con nhớ nãy nói là ý là gì, nhớ lần sau là mang giấy bút đi quên sáng nữa suy nghĩ, đúng không? Những điều thiện nhất, suy nghĩ những việc làm thiện nhất, suy nghĩ những lời yêu thương nhất. Do đó cho cái ý này nó bao gồm trong nó sáu cái tâm. Và tâm đây là gì? Tâm ở đâu? Cái chữ tâm là gì không? Tâm ở đâu? Con người tâm ở đâu? Trong lòng hả? Tim đi ý rồi có gì nữa sai không? Trong lòng này, trong tim này, trong miệng này, trong ý, cái gì đó ai nói trong miệng đấy? Ở miệng hai bạn nói gì? Trong lòng nó chung chung vậy, trong ý nó không được. Tâm này mắt sáng nói rồi, mũi mèo tai thân ý, ý nghĩ là cái bộ não, bộ não thì cái ý ở đây thì nó nằm trong tâm, nằm trong sáu căn, sáu căn, sáu căn này. Còn sau này các con là hiểu là tiếp xúc với sáu trần pháp, thanh, hương, vị, đây là sắc nhá, vị gọi đây là sắc, vị xúc, pháp. Cái mắt nhìn thấy này là sắc, đúng không? Thanh là mũi ngửi, hương mũi ngửi, thanh là miệng nói như thanh, vị là lưỡi, là miệng, xúc, pháp
ý. Thế còn nó tiếp xúc, nếu người tu ta phải ngăn cách thằng này ra, không cho tiếp xúc với nhau. Nó rất dài, mỗi một bài rất dài. Nói sớm qua nó chưa hiểu thì chọn sau này con ra hết cái từ này con hiểu. Nó nói cái ý nó nằm trong tâm, mà tâm này nó có trong sáu bộ phận. Nếu mà nhìn đều nhau có phải có người có tâm không? Không có tâm bình thường. Nhìn yêu thương thì có người có tâm, nhưng nhìn yêu thương yêu thích là có người không có tâm. Sáng nói chuyện rồi đúng không? Yêu thích và yêu thương thăng đấy, cái mũi thanh rồi, miệng người yêu thương rồi, tai nghe em thanh rồi, cái thân này, cái tác động của thân, cái thân mà làm những cử chỉ hành động vui hay chỉ để không làm khổ mình không gây là yêu thương đấy, là tâm tốt đấy, thân là tâm. Do đó không ai biết ngày xưa cứ bác như vậy, cứ nghĩ là nó vào tim, nó ở não, như cái của một tổng hợp của sáu này. Đấy, cái thời gian nó thế để cho nó con hiểu rằng là thời gian nói rất kỹ về thân, từ cái thân nó kết hợp đến cái khẩu, từ cái khẩu đến cái ý để các con hiểu. Lần sau có duyên bác sẽ phân tích rất kỹ cái này. Bây giờ đến bây giờ là các con ngồi thiền 10 phút để con học tập thiền, để xả thiền. Rồi sau đó đến giờ các con là sinh nhật tháng 9 tháng 10 nhé. Cảm ơn các con đã ngồi nghe giảng. Vận động nào.